Ôi mặc cái ẩm ẹp ê luôn á. Cái gì vậy? Cái gì à? Ủa con tự biêu hả? Trời ơi đẹp ghê. Mẹ tự hào vậy con quá đi thôi. Con có thích cái đầm con đang mặc không con? Mà con có thích cái đầm con đang mặc không con? Con nói dạ có mẹ. Mặc có ẩm ẹp ê luôn cô chú ơi. Mang mắt kiến kìa coi được đời không. Từ giờ là phải đeo mắt kiến mỗi ngày cho mẹ nha. À con muốn học ABC hả? Ok ngồi xuống đây mẹ dạy cho. Ngồi xuống đây mẹ chỉ cho. Trời ơi đưa này để mẹ ơi con muốn học ABC. Rồi bây giờ con đọc cho mẹ coi. Ngồi xuống khoanh ngồi xuống xếp bằng lại. Trời biết xếp bằng là gì luôn cô chú thấy không? Ok bây giờ bắt đầu chữ này nha con. Con đọc đi. A. A no don't say A. Chứ con chứ sao? A. No movie. Ủa chứ no giờ. Ủa. A. B. I mean B. C. D. Là tới chữ này. Khoan để mày tắt cái nhạc đây. Cái nhạc chi trời. Hả? Con tự đi lấy đi. Con tự đi lấy nước uống được mà. Con đọc ABC cho mẹ coi coi. Chỉ vô chữ nào đọc chữ đó cho mẹ coi coi. Rồi mẹ. Ủa sao con nói con muốn học. Ok rồi con chỉ vô cho mẹ. Water. Rồi tự đi lấy nước uống đi. Bà Trần không? Bà Trần dễ sợ không? Bà Trần ghê thiệt. Ủa nhà của Audrey sao mẹ mở cửa được? Cái nhà đó nhà của Audrey mẹ đâu mở được. Nhà Audrey phải mẹ Audrey mở chứ sao mẹ mở. Kéo váy xuống nha. Con muốn qua nhà Audrey phải không? Đợi chừng nào mà mẹ Audrey làm xong là tự động là Audrey thay đồ là Audrey chạy qua nhà chay à. Trời ơi. Con muốn qua nhà Audrey hả? Nhưng mà đứng ngoài đó lạnh. Khoanh tay lại. Dạ chay. Tại sao mẹ nói là từ từ rồi đi qua Audrey? Nhà người ta đang bận. Để chừng nào người ta rảnh rồi người ta qua chơi. Chứ đâu phải cái gì con đòi cũng được đâu chay. Nói đàng hoàng. Con nói sao? Con không làm gì nữa phải không? Con có sợ mẹ không? Khoanh tay lại. Mẹ nói đợi là đợi. Nghe chưa? Cái gì? Dạ mẹ đàng hoàng chứ không có nói ok mẹ. Mẹ không có biết từ ok. Ok là gì? Con nói chuyện mẹ ở đâu nói được ok. Ngồi đàng hoàng. Tại sao kỳ vậy chay? Càng lớn là phải càng nghe lời mẹ chứ. Mẹ nói con đợi là con đợi nghe chưa? Con không có được mà đòi hỏi tới đòi hỏi luôn. Chỉ nói một tiếng thôi nghe chưa? Nghe không chay? Nói lớn lên. Bây giờ con xin lỗi mẹ làm sao? Mai mốt làm sao? Con không làm vậy nữa. Con nói đây con không làm vậy nữa. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Mẹ. Dạ con nhớ. Con làm như vậy là mẹ khóa cửa, mẹ không cho qua Audrey chơi nữa luôn đó. Đúng rồi, bây giờ con sẽ đợi đúng không? Hả? Con tự đi ra ngoài. Đúng không? Con chưa có nói năng gì mẹ hết, con tự chạy đi ra ngoài. Con tự mở cửa con đi. Con có biết như vậy là sai không? I see daddy, but I don't know daddy's there, behind me.
Con thấy ba ở ngoài đường đúng không? Rồi cái con chạy đi ra ngoài đường đúng không? Nhưng mà ba đi đường khác, con đi đường khác. Ba đâu có biết con chạy theo ba đâu. Ba đi một đường, con đi một đường. Từ giờ về sau không được bao giờ đi một mình, nghe chưa? Nghe không? Say sorry to mommy. Mommy, sorry. That was very disrespectful. That was very disrespectful. Con có biết lỗi của con chưa? Lỗi của con là lỗi gì? Con nói mẹ nghe coi, lỗi con là lỗi gì? Con đã làm sai cái gì? Con phải biết con làm sai cái gì thì mới cái đó mới gọi là biết lỗi. Không khóc nữa, nín dứt. Cái lỗi của con là lỗi gì? Đúng rồi, đổi đi ra ngoài đường một mình mà không xin phép mẹ ba, đúng không? Nó rất là nguy hiểm ở ngoài đường, con biết chưa? Con muốn đi đâu con cũng phải nói mẹ ơi, mẹ dắt con đi. Đúng rồi, không được chạy đi đâu ở một mình nữa, nghe chưa? Và khi mẹ nói chờ là phải chờ, nghe không? Con biết con bao nhiêu tuổi chưa? Con mấy tuổi? 3 tuổi đúng không? Không, 3 tuổi rưỡi. Cái gì? Không có rưỡi hả? Cái gì? Watching gì? Ba con là con 3 tuổi rưỡi, 3 and a half. Không hiểu, là tiếng nói tiếng Việt đi, nói tiếng Việt đây không hiểu. No, mom, I want to. I speak like that. Hả? I speak like that. Ồ, Audrey nói tiếng Anh hả? Uh-huh. Nên là con phải nói tiếng Anh hả? Ủa, vô lý vậy. Nhưng mà mẹ nói tiếng Việt là tại sao con không nói tiếng Việt? Trời ơi, kêu nó nói tiếng Việt nó nói không, tại vì Audrey nói tiếng Anh giống nó. Mà con biết con mấy tuổi chưa? Con mấy tuổi? Dạ con 3 tuổi. 3 tuổi rưỡi. Washing. Washing là gì? Washing. Thôi nói gì không hiểu gì hết. Mà 3 tuổi rồi là phải nghe lời mẹ với ba, nghe chưa? Chưa có đủ lớn để làm bất cứ một cái gì đâu, nghe chưa? Tập trung. Focus. Bỏ cái đó xuống. Con phải ngoan thì mẹ mới mua cho con đồ chơi. Con phải ngoan thì mẹ mới dẫn cho con đi chơi, đi Audrey đi đồ. Không phải là mẹ đóng cửa lại cho nhốt con, không có cho con đi đâu chơi hết, nghe chưa? Nghe không? Ủa gì khóc nữa? Khóc vụ gì? Giờ khóc vô vụ gì? Hả? Mẹ biết á, là mẹ nè, nhín dứt nè. Mẹ biết là con nhớ Audrey. Mẹ biết là con muốn gặp Audrey và con muốn qua rủ ra Audrey qua chơi. Nhưng mà nhà Audrey đang đóng cửa mà. Hôm qua mẹ đã nói chuyện với mẹ của Audrey rồi. Mẹ nói là chừng ngày mai chừng nào mà rảnh là qua đây chơi. Thì người ta chưa qua là có nghĩa là người ta chưa rảnh. Mẹ đã thông báo với mẹ của Audrey rồi, là mẹ nói hả là A Chay về tới nhà rồi. Nếu mà ngày mai á mà rảnh có nhà thì... Ủa nhà của người ta lấy gì mình mở? No, open another door. Không được. No. Nhà người ta đóng cửa, người ta bận. Chừng nào người ta tự tìm tới mình thì mình hãy chơi với người ta. Còn người ta không tự tìm tới mình có nghĩa là người ta đang bận việc. Nghe rõ chưa? Không được đòi hỏi phải qua cho bằng được, nghe chưa? Là sẽ bị đòn, nghe chưa? Không có ừ hứa, mẹ nói chuyện là không có ừ hứa. Mẹ nói chuyện là con phải nói như thế nào? Con nói sao? Dạ. Dạ gì? Dạ mẹ. Lớn lên. Dạ mẹ. Rồi, ok. Bây giờ con muốn làm gì? Ủa? Nhưng mà bây giờ mẹ hỏi con là con muốn làm cái gì sau sau cái này? Bây giờ con muốn mẹ tham ao con không? Không. Vậy giờ con muốn gì? Giờ con muốn, giờ con ngồi con chơi. Ủa chứ giờ con muốn làm gì? Giờ con muốn làm gì? Ngồi. Mà, ăn đây nè.
Mẹ biết á, mẹ biết là con nhớ A Trì, con muốn gặp A Trì, con muốn chơi với A Trì. Nhưng mà mình có, mình bây giờ mình về Michigan rồi. Mình có rất là nhiều thời gian để chơi với đại A Trì. Quá trời nhiều luôn, nên là không có một ngày một bữa gì hết á. Mình phải đi theo ba mẹ của mình để mình phụ ba mẹ lo hết những cái công việc mà đang cần. Chứ là mẹ với ba đâu có ở nhà mà để canh con qua chơi với A Trì đâu cháy. Đâu có thể nào được đâu. Mẹ ba phải chạy vòng mà. No, I don't want to. Đó, đó đâu có được nói vậy. Mẹ, mẹ biết là con không muốn nhưng mà con phải chấp nhận. Con phải sống theo hoàn cảnh của gia đình mình chứ con đâu có thể sống theo hoàn cảnh mà con muốn gì được đó đâu. Cái hoàn cảnh của gia đình mình như thế nào, di chuyển làm sao, làm cái gì mình phải sống theo hoàn cảnh gia đình mình chứ đâu phải mình muốn chơi là mình chơi được. Mình muốn làm là mình làm đâu. Cái gì cũng phải có thời gian. Hiểu chưa? Nghe không? Vừa xong mà cái mẹ cho con qua nhà A Trì chơi mấy tiếng đồng hồ luôn khi nào mà mình rảnh. Con muốn gì? Con nói tiếng Anh không, mẹ không hiểu con nói cái gì vậy. Mẹ mà nhức đầu với cái tiếng Anh của con quá. Mẹ mệt quá đi thôi. Giờ muốn đi ngủ không? Cái sao ngáp, không muốn đi ngủ sao ngáp. À, con có xin lỗi mẹ chưa? Xin lỗi ai? Con xin lỗi ai? Con xin lỗi ai? Nói đàng hoàng hết chữ luôn, con xin lỗi ai? Ừ. Từ giờ về sau con không được như vậy nữa nghe chưa? Con làm như vậy là mẹ buồn nghe chưa? Mà mình là con là mình không bao giờ được làm mẹ mình buồn. Mình là con mà mình không có được làm mẹ mình buồn hay chưa? Con lạnh hả? Mẹ đi lấy quần mẹ mặc vô cho con nha. Nha. Sao vậy? Mày lấy cái quần cái đầm này thì mình chỉ được mặc một là cái quần màu trắng, hai là cái quần màu đen, ba là cái quần màu tím, bốn là cái quần màu vàng. Khô phải không? Vậy mày lấy quần mặc vô cho cháy nha. Hả? Ừ. Ngoan nghe không? Mới quýnh chết anh trơn. Quýnh lên bồi xuống đụng luôn á nghe chưa? Đó, giỡn mặt. Giờ giỡn mặt nữa rồi đó. Ừ. Con nói Happy Mother's Day sao? Mẹ, con nói mẹ là người mẹ như thế nào? Con nói mẹ, che lại nè. Con nói mẹ là người mẹ như thế nào? Ngồi rồi cái quần, che cái quần lại cho mẹ cái coi. Cái con này nó giỡn mặt thôi. Ngồi thẳng đàng hoàng thôi. Bây giờ mặc cái quần vô đi nè. Ok, let's put your pants on. No, I want to go. Vậy con ở nhà những mình nha. No, I'm to mark with Audrey. Have too much weight. Mình là một gia đình mà. Con phải đi với mẹ với ba chứ làm sao con ở nhà với A Trì được. No, A Trì đâu có đủ lớn để chăm sóc cho con đâu. No, I want Audrey. Con muốn A Trì thì mình đi về đi. Mình qua A Trì. Nay A Trì ở nhà cả ngày mà. Lo gì. Đây. Ok, no, let's no, go no. Nghe cô chú ơi, mặc kệ thời tiết chạy trôi mình đang trôi rồi cô cột cái cột tóc lên nè. Tao đã mặc đâu đó để được chú ơi. Hay hả ta? Ôi trời, biết không biết gầy không? Mười ơi. Trời ơi, con cái mặt nó trời trôi chú ơi. You got it right. You just gotta put it in one side and then that in the other side. And now you close your door. Cái gì vậy? Close the door. No, it goes like this. Mặc cái quần jean kìa. Có muốn giọng chưa? It doesn't go around your arms because your arms have to touch the steering wheel. All right, now you got to turn it on, Jamie. Let's go. Let's go. You know, I think she's mở ra. Mở ra. Jamie, you got to press the power button. Bấm nút. Bấm nút lên. Ừ. Bấm nút. There you go. Giờ lên xe này lái cái mặt già quá trời già luôn. Wow. Keep closed all the way. Now put both hands on the steering wheel and drive. Rồi. Turn it the other way. Quẹo. Stay on the sidewalk. Quẹo cái tay. Help me. Yeah, help you. Trời ơi, cô chú ơi, coi cột hết tóc lên kìa. All right, now stay on the sidewalk.
Đừng có đụng mẹ nha. Trời nay chị chạy chạy lâm bồ ghi này luôn nha. Okay, I'll help you. But you gotta remember. Nó trời trời đụng cỏ nữa. You want me to drive for you. You're Lele. Trời ơi, cô chú nhớ cái hình ảnh này mà 2 năm trước không? Trời ơi, bây giờ cái mặt nó già. Tháo nhà Trì kìa. Hello. Yeah, there you go. Keep going. Black cat behind you. Oh yeah, we got a panther following us too. Dad, can you help me? Oh, you need to help? Okay, I'll get you out. All right. Ba có thể nào giúp con được không? You gotta hit the forward. You gotta go forward. Yeah, there you go. Good job. Turn right. You gotta turn. Chụp mặt cái quần jean thấy muốn giọng dễ sợ thiệt cái chứ. I'll get you back on track. This way. Go, hit the gas. Don't run over Lucky. Turn the wheel. Giờ qua đây, về bên đây cái mặt áo ấm vô cho cô chú ha. Rồi bóp kèn đồ nữa. Cái đâu vậy? Hello. Hey, you're back. Yeah. And with new cars. Cars. This is new. You get a wrap? Yeah. Just like my wife. That is shiny. Oh, it's nice. I like it. You got a new scoop too in the front, didn't you? No, I just, I same one, I, it's wrapped too, but I took it off. Trời, đi đâu à? Hả? Hey Jade, what you doing? Nice silver coat. So lucky. Getting back in? Mở cửa. Trời ơi, hay chưa? Rồi. Can I wear gloves? Chi vậy? Oh, you need gloves? Thôi mệt quá. Có lạnh dữ lắm đâu mà mệt quá. Nó nói mẹ con có thể nào đeo bô tai không? Lạnh quá. Có lạnh gì đâu mà mệt quá. Mà mẹ mệt con quá. Bỏ tay vô túi. No. She gotta put her hand on her on the pocket. Can you say hello, Susan? Remember Jim? Whoa. Yeah, remember Jim? Jim? No, when she found the Jeep, can you help me? I walked by the counter, she goes, Jim! Hey, Robert, you're famous. No, hey, Jade. If you want to go back, I watch you on TV. I watched you the other day, except I just don't understand the language. Nghe ông hàng xóm ông nói hả, cha giờ chú coi con ở trên TV ấy, nhưng mà còn chú không có hiểu cái tiếng mẹ con nói là tiếng gì thôi, là chữ là hiểu là nói gì thôi. No, you gotta go forward. You're in the center. Go forward. There you go. Turn the wheel. Other way. Like this. Cái chay này nó chậm tiêu dễ sợ luôn á. Đi đâu nữa? Dí là kỳ. Trời ơi, con mặc cái quần jean thấy nó già. Trời ơi, nó giọng đúng á, nó già quá trời già luôn. Nó cắn nó dễ sợ thiệt ấy. Mấy ngày nay không có video của chay cho cô chú coi, nên là bữa nay là quay thiệt dài cho cô chú coi cho đã nha. Chay trở lại Michigan nha cô chú nha. Mà không biết sao Lucky ơn cái gì đó. A Trì hả, đâu mất tiêu luôn. A Trì hả, hôm qua hứa hẹn là qua chơi mà nay về mất tiêu luôn rồi. Chắc hôm nay là do hôm nay là ngày của mẹ nên là hai mẹ con muốn dành thời gian cho nhau á. Are you gonna go in? Chay nó cũng không có, nó sáng thì nó chạy nó tìm A Trì. We gotta learn how to drive. Rồi hả, giờ tới trưa Ngọc nói là chắc A Trì chừng nào A Trì rảnh thì A Trì qua, nên là nó không có tìm nữa. Okay, get in and go. I taught you how to go forward and backwards. Trời ơi, thấy chưa, cô chú thấy chưa? Nó biết mở xe xuống xe rồi, cho làm gì?
Dữ 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 dữ. She finds a way. Nhìn mẹ cười cái coi, nhìn mẹ cười cái coi. Hả? That's reverse. Hả? Đây nè, cô chú tóc chay giờ dài rồi đó, cột lên được rồi. Đó, cô chú thích tóc chay cột lên phải không? Đó, cột lên rồi đó cô chú. Okay. Quá, quá sai. Giờ còn những cái hình ảnh này là làm đảm bảo cô chú sẽ làm cô chú nhớ lại tất cả những hình ảnh lúc mà trời. Boss, okay. Boss baby nè. Đó, ai chụp được cái tấm hình này đẹp lắm nè. Boss baby. Boss baby. Quá đẹp luôn. Yeah, her car is yellow. My car is yellow orange, and her car is orange. Congratulations. So, Jane, did you do the same thing as the wrap? Yeah. 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 You don't mind me asking, what does a wrap cost? So, wrap it's just like a wrap. It's just like a can it come off? Yeah, you just peel it off. How you get it on is with a heat gun. A heat gun and a gì à, con đang nghiên cứu gì à? Cái gì à, làm gì, đi ra hả? Bước ra, lấy bước cái chân đi ra luôn, khỏi cần mở cửa. Dân chơi mà. Bước cái chân bước thẳng ra luôn, khỏi cần mở cửa. Rồi con chạy bước chân ra luôn. Đúng rồi, dân chơi là mình không có cần mà mở cửa. Đúng rồi. Bày đặt mở cửa nó sẽ mệt quá. Bà ăn chay nó có dân chơi, có dân hội không là do mẹ nó chỉ hết thôi cô chú. Trời ơi, mặc quần đái xệ đó nè, cái xệ quần xuống nè. Chay đi, ngồi cái đít lên đây coi, ngồi cái đít xe, ngồi lên đây. Rồi ngồi lên, tạo kiểu mày chụp tấm hình. Ngồi lên, đúng rồi. Rồi, say cheese. Nó kỳ đâu? Lucky. I think he go that way. Yeah, I think he went that way. What way? Lucky, đi đường nào? Get in your car and find him. Lucky, đi đường nào? Lucky, đi xa rồi hả? Con nói đi, em đi xa lắm. Get in your car and go get him. Okay, I can do it. Remember, yeah, just jump in. I taught her to. Oh, you taught her to jump in? Yeah. What's cooler when you open the doors? Get the doors open cool. Thôi khỏi cần seat belt luôn con. No seat belt needed. Yeah, always need a seatbelt. Okay, let's try. Okay, let's go. Oh, turn the wheel so you're staying on the road. Like this. See, put your hands in the steering wheel. See? When you want to stay on the road, you turn this way. When you want to go off, you turn that way. Trời ơi con à. Ngồi thì chấm chấm cái chân rồi lại nó khép cái chân lại rồi này nữa. Go, JD, go. Find Lucky. Can you help me, Daddy? Mệt quá, lái xe mà giúp hoài. No, Daddy, you hit the plant. Cô chú nhớ hồi xưa hả, đi lại cái cũng cái xóm này nè. Nó lại nó hung từng con này, con kia, con nọ. Cô chú nhớ không? Mấy con đó giận đứng đó mà giờ chay thì anh lớn rồi, không có lì hung em nữa rồi. Ngày xưa kia lại nó hung rồi này kia. Trời ơi, dữ ta. Ôi trời, dữ ta. Wow, tay lái lụa. Oh, start faster. Whoa! Lambo power. Whoa! No, I'm too blind. Nè, nè, ê, Lucky kìa. Mẹ chạy lên trước để mẹ. Mẹ quay con cho cô chú coi chứ. Trời, giờ thấy Lucky chạy ra nữa. Lucky. Kéo cái quần lên. Put your pants up. Hả? Daddy, can you pull her pants up, please? Yeah, you need me to pull your pants up or you okay? She said she's okay. There's your water. Are you thirsty? Yes. Sát nước, uống nước đi con. Có đem chai nước nữa. Ngoài đây lạnh chứ cái nước đó. Thôi mệt quá, khỏi xích béo đi. No, you need to because so important. Don't. You thirsty, JD? Cái gì vậy? Làm gì vậy? Trời ơi, nhảy nữa hả? Trời ơi, có được đời không? Ngọc nói là khỏi seatbelt cho nó không. Phải seatbelt tại vì nó rất là quan trọng. Nó bắt chước ba đó đó. Rồi nhảy coi. Dance. JD, con không có đứng lên lúc mà xe đang chạy nha. You don't stand up when the car is moving. Yeah,
You gotta be careful. Yeah. Cái gì? Mẹ nói con là Lucky nó không có có cho con dí nó đâu, nên là con ngồi trên chiếc xe của con đi, đừng có lên đi xuống hoài. Here.